124 rồi. Lẹ. Coi coi người ta làm cái gì kìa. 137 rồi. Sao chị Phương Anh chưa mua áo gấp tết rồi bao nhiêu nít kìa? Vậy đã hỏi vậy kìa chị. Trả lời đi em. Cái này gọi về hỏi bán hơn chứ. Đặt ngay chứ. Hỏi khó quá biết trả lời sao. Ở đây mạng lát đứng hình hả? Mạng lát hả? Phúc độ hề đi kìa chị. Cái gì? Ánh sáng hào quang của 10 phương chư Phật kìa. Hai má, hai má hãy trả lời câu hỏi này. Đâu có em mặc bụng. Ơi các nào. Bốn người y chang nhau hả? Mình có bốn người vừa đúng nét đôi mươi. Mình chỉ làm bách cao tỉnh thôi. Phúc đỉnh hơn kìa. Động. Không, mình đừng không được lắc không. Nào live công bố chị. Ba người đằng sau chiếm spot live rồi. Hát đi chị. Chị Thảo hát đi kìa. Phúc trầm tổng đi kìa chị. Lóc. Lóc sao đứng hình rồi. Con gái của Đỗ Hà. Ba má làm sao. Bị xịt keo dữ quá kìa. Cứng rồi, đập mấy cái comment xong cứng rồi. 40 gộp thành 1 đi. Đâu phải hỏi ứng xử đâu mà không trả lời được trời. Chấn động phanh phờ bị lu mờ khi ngồi chung với ba người đẹp. Đây mới là background. Chiều nay công bố thí sinh đó các bạn. Hiện tại là đang có khoảng 3 thí sinh đã được đặt cách vào trong vòng chung khảo toàn quốc. Đang được sau xin giới thiệu đây là thí sinh Thảo Cam hả? Hay là tên Thảo Bolero. Với lại một cái biệt tài là hát Bolero rất hay. Cái tên là đằng sau đây là Hưng Jessica Ilan. Jessica Ilan. Còn đây là Trầm Tổng, còn gì nữa không? Giờ có thêm người nữa hả? Con nhiều chuyện dữ trời. Xin mời mọi người vô. Mọi người hãy ủng hộ cho bốn thí sinh này và trong vòng chung khảo của Miss World Việt Nam năm nay. Em phải tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, đúng không? Đúng rồi, đúng không? Này là gì vậy? Fan mặc áo vàng xinh quá, em thích Trầm Tổng. Không thích tao. Nhà quảng cáo Miss World à. Mọi người hỏi tại sao ba người được vô trong chung khảo mà không thấy vui gì hết. Trời, với nhan sắc này là đi tới chung kết luôn, không khảo. Dạ keo đi mấy chị ơi. Keo đổi tỉnh. Ủa cái gì vậy? Tỏ sáng em ơi. Ánh sáng hào quang. Để em thấp xuống rồi. Em gấp. Gấp sức. Vô luôn bé đâu. Chùa cha. Có thêm nhân vật mới nữa. Diệp Nhân Ái hả? Top 5 rồi nè. Top 5 nè. Top 3 Miss World Việt Nam 2023 đang ở đằng sau đó. Tôi nhìn mặt 5 đứa mình chắc. Giống như đang chuẩn bị phán xét vậy á mọi người. Hội phán xét. Bàn phán xét. Min Girl. Trung tổng ngầu quá. Fan bị lu mờ rồi. Tất cả mọi người đều bị lu mờ trước vẻ đẹp của Trung tổng. Suy nghĩ kiểu gì? Hôm nay làm nail công nhân đó mấy. Công nhân? Dạ, thì thật sự uống nước. Công nhân. Cái này là hội phụ nữ. Hội liên công nhân hội nào? Công nhân làm nè. Công nhân xí nghiệp mai. Đâu đập máy, đập máy đi. Công nhân xí nghiệp mai. Đập máy luôn, đập máy, đập máy. Đó, em đang vá đồ. Em không đồ. Nè. Đập máy, đập máy. Chị thích sao à? Dập sổ sao à? Chị chỉnh kia giúp em chị Ngọc ơi. Trời
Để chị cắn chị thôi, chị cắn chị. Ngày hôm nay trong cái livestream này hôm nay chúng ta làm gì ạ? Quá trời Vĩnh Hưng. Cho tôi info chị đeo kính kìa, nó bán liền ngay lập tức. TikTok Instagram. Chị đi không biết gì. Nó nói gì? Ngày hôm nay tại livestream này chúng ta sẽ bán. Nó đang có discount của The Bay Unit. Các bạn hãy vô follow Instagram The Bay Unit xong rồi comment Trầm Tổng với cái cú pháp là Trầm Tổng. À, xinh đẹp, Trầm Tổng xinh đẹp thì các bạn sẽ được discount 15%. Không có chủ shop. Ở đâu hình như đang có giveaway đúng không? Nhớ đúng cái rồi, gì đó. Đúng giveaway. Nó lại nó lại. Đang có tới 25 tháng 5 thì phải. Đang 25 tháng 4. Đang có giveaway của The Bay Unit, các bạn hãy vô follow The Bay Unit. Rồi comment một con số hả? Không có comment số luôn. Thì tag 5 người bạn. Tag 5 người bạn thì sẽ được một chiếc đầm rất xinh đến từ Trầm Tổng. Rồi về cầu nguyện. Manifesting đồ đó. Hiện tại là bên một lúc đang khó không giữ cái tấm mình đấy là do là các bạn lúc hồi nãy các bạn cảm biết đó, nó bị che mất cái số danh đó, rồi bây giờ mình sẽ chiếu cái lô nè luôn hả ta? Nó lên. Đúng rồi, đúng rồi. Và nhận ra mình nhớ nhận ra mình. Nhận ra mình. Giờ chúng ta bắt đầu nhận ra mình. Chị Ngọc nói cái bạn Hải Phòng á là bạn nào? Bạn này giống Luna. Bạn hát tại Luna. À, bạn Luna. Bạn Thạch. Ủa, thay lại hết đồ, tập trung lên đây đủ chưa anh? Đúng chưa? Bạn nào khen chị đẹp trai kìa, lóc tập trung đủ chưa để em ra cho chị. Rồi, xong hết rồi đó, rồi. Có ai khen chị đẹp trai đâu, khen đẹp gái mà. Nên lại bạn nào khen đẹp trai. Anh khen em đẹp trai. Ừ, đẹp thì đẹp, không nhiều gái liên quan gì. Rồi, đứng hình. Biết nhỏ đâu, nhỏ đó ngoài đường ngõ buổi tối á, nó hay đi với ai lạ lắm mỗi ngày á, mỗi ngày đi với thằng luôn trời nhỏ đó đó. Đúng rồi, đúng rồi, mỗi ngày đi với thằng nè hả, đi là khuya mới về không luôn, bây giờ chồng nó chửi nó hoài luôn mà. Ở nhà nó lùi lắm, không có làm gì trơn á. Ba má nó kêu nó quét cái nhà thôi mà nó nói lại ba má nó không chịu làm. Thằng chồng nó đâu có ưng nó đâu mà bị ép lấy. Nhưng mà em nghe á, là tại vì do ba má nó bể nợ nên là nó mới không nghe lời ba má đó. Chứ hồi đó nó ngoan lắm. Hèn gì con nó ở nhà. Giúp đỡ nó đâu. Con ai á, con một chuối hay gì hay như nhặt ngoài bể rác hay sao á. Không phải con chồng nó. Ghê trời. Ôi bà nằm gần dần người ta sao mà biết hay rồi. Chị tự nói cái gì ghê quá vậy. Cũng hai chàng hết trơn á. Không chưa? Ngày hôm nay trong cái livestream này chúng ta làm gì ạ? Em ơi, lấy cho chị một hộp sâm. Sẵn bán. Nờ bán từ The Bay Unit. Qua tôi bán sâm vàng. Bán em hủ kem trộn kìa, đây có ai kem trộn bôi lên không? Không có. Lên chị nghe. Kem cốt. Chị đã quyết rồi, đừng có cản chị. Ê, em thêm bạn này vô luôn được không? Một dòng thôi. Thêm gì? Trở lại. Sự trở rồi. Lại. Chị quyết định chưa chị Ngọc ơi? Kiên quyết, kiên định lắm chứ bộ. Còn lại mà áp lực chỉ về trời. Hộp sâm này chị sẽ tặng cho những ai đang xem live. Chị tặng thiệt hả chị? Chị tặng cái hộp quyết định rồi. Chị tặng thiệt hả chị Ngọc? Chị ơi, nó mắc lắm chị. Chị ơi, thôi mà chị Ngọc lấy ơi, tôi nghĩ kỹ. Chị tôi nghĩ kỹ đi chị Ngọc ơi. Chị Ngọc có chắc chưa? Chị có chị Ngọc có chắc với cái quyết định này chưa? Hộp cái hộp sâm này đắt lắm luôn đó. Em phải khóc chứ. Thôi nè chị Ngọc. Không biết đi kiếm tiền gì hết. Ôi mẹ chị Ngọc ơi. Em biết chị Ngọc mấy nãy em ai chốt chưa? Ai chết chưa là sao má? Ai chốt chưa? Ai chốt chưa? Hỏi hộp sâm bao nhiêu tiền cho má? Hộp sâm bao nhiêu tiền ạ? Em tao nó khá đẹp cho anh đi. Sâm vàng để biết thêm chi tiết. Mà nội tăng lê. Em
độ em tiếng Anh lấy 50 hộp ạ. Độ tiếng Anh, độ tiếng Anh, mấy kêu lấy cái mic đi nè. Anh Trang, em sao nãy giờ cũng nhấn đấy? Nãy giờ mấy đứa bên đây chim mấy kinh cũng nhấn. Đi. Bye bye. Chào bạn. Thôi bạn chuẩn bị gì cho Miss World hả? Nó xấu người ta. Bạn expect gì Miss World? Cho bạn clip được không? Nắng quá em mới. Người đồng nhớ. Yêu lắm em ơi. Sáng nhìn mà chiếu hẳn chứ. Chị là đàn ông. Rồi hôm nay chúng ta công khai tính thật của chị Thảo luôn nha. Rồi thì... chị Thảo hãy công bố đi. Đây hình bây giờ công khai chị Thảo thì là... cho chị Thảo sáng. Yêu hiện tại thì chị Thảo đang sử dụng hóc môn của bên chị Ngọc bán. Đang tiêm. Chị Ngọc bán. Chị Ngọc bán nha. Chị Ngọc là người tài trợ 100 đại lý à. Ai có muốn ấy thì gặp liên lạc với lại Trầm tổng. Uống 77 49 ngày thành như Phương Thảo. Đặc biệt là sử dụng hóc môn bên chị Thảo thì các bạn sẽ yên tâm là cái móc tay nó tự to lên luôn nha. Đáng chú vị, đáng chú cuốn làm sao yên tâm là tay bắp tay mình nó tự to lên luôn, giúp em luôn. Dạ, là bắp tay mình tự to. Uống thuốc nha, bị tức. Dịch đang trở lại, em kiếm mặt gì đi nấu ăn tiếp không? Dạ đi. Con gái Đỗ Hà Lóc, con gái Đỗ Hà Lóc, chị Vi kêu chị đi thi Miss International Queen. Tình hình dịch mấy nay căng thẳng quá. Chính rồi sao? Em cũng vậy. Em cũng cảm giác vậy. Mà khỏe rồi mới ở đây chứ mọi người. Giải tán. Giải tán, giải tán đám đông. Mọi người hãy quay lại với em. Đang trắng, đang trắng. Ủa? Không có Trầm tổng xinh quá kìa. Chán quá mọi người. Stream nè. Ho đồ đã nói đi, đâu có ho gì đâu. Mọi người nói thế. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream. Giờ xin